kéo có 5 ngàn. Cây kẹo kéo có 5 ngàn. Ôi giùm nó đi bà con. Cây kẹo kéo có 5 ngàn. Kẹo kéo có 5 ngàn. Có 5 ngàn à. Rẻ bèo. Rẻ bèo. Nào hãy đến đây mua giùm em nè. Kẹo kéo cắn vô tâm ngon tan giòn. Nó dính răng nhưng mà ngon thiệt. Và trẻ gái trai xếp hàng đều vô. Cây kẹo kéo có 5 ngàn. Cây kẹo kéo có 5 ngàn. Bà con cô bác ơi, mua giùm cho con tụi con cây kẹo kéo đi. Bao dùm con cây kẹo kéo đi. Ai mà chồng bỏ chồng chơi ăn cây kẹo kéo, chồng chơi tới già. Trời ơi, con hả cha con? Trời ơi, bán kẹo kéo phải không? Dạ dạ. Trời ơi, ta đang nhậu kế bên nè mà tao nghe hát sung quá, tao chạy ra tao mua ủng hộ liền nè. Mà nó nghe nè, dán lấy tiền của cô đâu có dễ. Hai người phải có một cái tiết mục nào thiệt là sung, thiệt là hay đi. Tôi coi tôi thích phải không? Tôi mua ủng hộ cho một cây kẹo kéo liền. Tôi mua có cây dạ? Nó giỡn thôi, 20 cây. 20 cây. Được không? Dạ, dạ được. Làm liền. Bà, giờ làm gì giờ? Giờ mình phải chơi tiệc chiêu ọt. Ọt là cái gì? Mình nên ọt. Ướt ra đây liền, ướt ra đây liền. Đi ra đây. Dạ. Hai người nhảy cái gì vậy? Đang nhảy Thái Lan. Tao người Việt mà nhảy Thái sao tao hiểu? Người Việt nhảy gì mới hiểu? Trời ơi, mình người Việt Nam mình phải làm tiết mục Việt Nam chứ. Làm được không? Dạ được. Làm liền. Chia cho mấy đứa bụi đời nó nhảy giùm mình còn 5 ngàn à. Con nghe ba dạy nè. Ủa, mình không nghèo á. Nhưng mà con nghe ba nói là mình cũng nghèo, nhưng mà chân lý cuối cùng của cuộc sống này á là phải yêu thương, mình phải biết yêu thương, đừng có ghen tị không. Mà nói tụi nó hoài mệt đúng quá. 5 ngàn ngắn vậy. Ba báo tin vui cho con biết nè. Tin gì? Lại đây. Tin vui ở nhà vui mới nghe nha. Hôm nay là sinh nhật của con đó con gái. Sinh nhật của con mà còn có 5 ngàn. Ôi đừng có tỉnh dậy đi. Đừng có buồn nữa mà. Ôi đừng có khóc nữa. Lấy sao vậy? Có 5 ngàn làm sinh nhật làm gì? Bán hết kẹo kéo rồi còn đòi cái gì nữa? Ai đây? Phe phản diện đầy khả ái và gây ngất lòng người, Musa Kushiro. Là ai? BD. Tôi phán cho chết liền nha mày. Nè, mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết là tụi bay đang chiếm địa bàn của tao. Nè, nói cho chú biết nha, con không phải dặn vừa đâu, con là dặn lung 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 lung.
Con nói cho chú biết, chú kêu phe phái hù con hả? Khè con hả? Xin lỗi chú, con có phụ huynh đi theo rồi nha. Ba! Sao mày? Mày dám chửi tao hả? Phải không? Thôi chú, cái câu chửi của con á là con đọc thoại diễn kịch. Lữ bố, tại sao chàng dám phản bội ta? Nàng cũng đâu có vừa gì. Chàng hãy xem ta trả thù đây. Lữ bố, chàng hay lắm. Được, ta đi đây. Đứng lại. Đỡ cái gì nữa, rước theo. Ba có một phần quà dành cho con nè. Bánh kem mua nào vậy? Hồi nãy canh chạy mua luôn. Trời ơi. Bánh kem mùi hành. Chạy nãy giờ quá trời luôn mà trời. Ba có chắc chạy lại là hết đường chưa? Nó bắt mình là chết luôn. Có, hồi nãy giờ ba chạy xa tụi nó lắm rồi con nghiêng. Bây giờ hai cha con mình cầm bánh kem đi về. Đưa các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó hai người đang ngồi cạnh bên nhau, nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Một vòng trái đất. Ông nghĩ ông chạy thoát hả? Đây là địa bàn của tôi. Cậu trai trẻ, cậu nghe tôi dạy cậu nè. Chân lý cuối cùng của cuộc sống là phải yêu thương, là đại ca phải biết chia sẻ địa bàn với người khác, biết không? Nói nghe nè, tôi bán ở đây có một ngày thôi à. Qua ngày hôm sau tôi đi liền. Tại hôm nay sinh nhật con gái tôi. Hôm nay sinh nhật con gái ông? Dạ. Cũng là sinh nhật của tôi. Sinh nhật ảnh con gái ơi, cầm dao ra cắt bánh kem đi. Dạ. Đúng rồi đó. Ê con quỷ, mày đâu, mày cắt bánh kem hay là mày chặt bánh kem vậy mày? Đạo phụ cũng được à. Thôi bây giờ chúng ta đừng có cắt bánh kem nữa, chúng ta ướt luôn đi ha. Ướt đi chú. Tôi ướt nha. Xong rồi. Bây giờ chúng ta ướt xong rồi chúng ta đi về. Đi về. Khoan đã. Ông già, cho tôi mượn bánh kem chơi xíu đi. Không được, bánh kem này của con gái tôi. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của tôi mà. Nhưng mà hôm nay cũng sinh nhật con gái tôi mà. Nhưng mà tôi thích cái bánh kem này. Trời, trả lại cho tôi đi. Nè, muốn lấy lại bánh kem hả? Chơi trò chơi đi. Tôi chơi gì? Chui qua hầm lấy bánh kem. Chơi đi em dạ. Giờ sao? Nè, tao nói cho mày biết nha. Ông đó đáng tuổi cha tuổi chú của mày đó. Mày ăn bánh kem hả? Mày ăn chồng luôn đi! Đi về ba! Vậy tao ăn bánh kem không dạ? Không, mày để tao chui! Chui đi! Để mà chui! Chui đi! Con gái, ba nói con nghe nè. Cảm ơn con nha, nhờ con ba chui 2-3 lần luôn á. Không có cho chui! Chui cái gì mà chui! Rồi ba chui đi. Lấy bánh kem lại.
kéo nó ra. Bỏ tôi ra. Mẹ. Chơi không vậy? Mẹ. Không có được chơi. Ông già, tôm ngộm chơi lớn vậy luôn không già? Giữ đúng lời hứa, bánh kem của ông nè. Ông già khùng, ông già khùng. Ba dạy con sao? Ba dạy con như thế nào? Ba làm vậy có biết nhục đâu mà. Nhục quá. Nhục quá đi ba. Ba dạy con làm sao? Chúc mừng sinh nhật con gái. Mừng ngày sinh nhật của con. Mừng ngày sinh nhật của con. Mừng ngày của con sinh ra đời. Chúc mừng sinh nhật của con. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe khi ta rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bám ngân vang, âm thanh khi ta đi trong gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trong. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay. Con gái ơi, con gái có nhớ là ba dạy con cái gì không? Dạ nhớ. Chân lý của cuộc sống cuối cùng là yêu thương. Còn yêu thương là còn cuộc sống. Còn sống là còn yêu thương. Con là dòng sông, con là cánh đồng. Cô giáo, ủa hôm nay bác tập được không? Dạ được chứ cô. Cô thấy mọi người đứng trong đội hình, tôi đứng riêng một góc trời là cô biết tập được. Trời, bác vui tính mà. Dạ vui chứ cô. Giờ già chứ hồi đó tôi từng đi thi cười xuyên Việt đó nha. Già Ngọc mã số 09. Quán quân không bác? Không biết có quán quân không mà sau cuộc thi đó tôi ôm hận một người đàn ông. Ủa ai vậy bác? Quân sư Diệp Tiên. Quân sư Quỳnh Lập. Ủa nãy giờ bác làm gì vậy? Nhớ lại một thời ký ức huy hoàng. Thôi trễ giờ của con rồi, thôi con về trước nha bác. Rồi chào giữ cô giáo. Sức khỏe nha bác. Rồi chào cô giáo nha. Ông ơi, nãy giờ ngồi trong đây buồn không? Ta nói tội nghiệp hết sức á. Đem ra sợ chị em quản hồn không nhảy nữa, hiểu không? Tội nghiệp. Đây coi. À để coi mấy năm rồi mà tới cái ngày này á, là tôi bồi hồi dữ lắm. Đấy đi. Cuộc đời tôi á trải qua bao nhiêu năm rồi, quên cái gì quên, chứ có một cái chuyện mà tôi không bao giờ quên được, đó là cái ngày này 50 năm về trước, ngày tôi và ông tròn 18 tuổi. Em xinh như hoa trong ánh nắng ban mai,
làm bao chàng trai phải ngây ngất ngóng theo. Em đang nơi nào, nơi đâu mãi trên cao, làm cho lòng anh ở bên dưới khát khao. Dù biết thất vọng mà vẫn yêu giấc mộng, từng đêm lẻ loi ở nơi nhớ vẫn vương. Dù biết rằng người sẽ chẳng đợi hoài, mà sao lòng em vẫn cứ thương, vẫn cứ vui đầy tràn. Sao mình hẹn nhau ra đây á, không ngồi đợi tôi mà đi lang thang chi vậy? Tôi hả? Ờ. Tôi đang đi kiếm cô bán bún riêu. Để làm gì? Tự nhiên bữa nay học về thèm ăn bún mắm. Rồi có kiếm được cô bán bún mắm không? Kiếm được rồi mà bữa nay bà bán bún riêu. Ồ, là sao? Bữa nay bà đứt vốn bán bún mắm rồi. Còn ấy, đi học về, đợi ra đây đợi tôi sống, đợi đi vòng vòng chi vậy? Tôi kiếm bánh tráng trộn. Vậy thôi, mạnh đứa nào nấy đi ăn đi. Ok, khoan đã. Ấy. Dạ. Ấy. Dạ. Ấy. Dạ. Có gì nói đại đi, mệt quá à. Bác biết tính má tôi mà, má tôi khó dữ lắm. Má tôi á đã chắc lọc kinh nghiệm, viết được cho tôi một cuốn bí kíp, nhìn một rồi đoán tương lai số giận. Bây giờ tôi sẽ đoán cho phát xong rồi tôi quyết định chuyện tụi mình nha. Người đàn ông mà có một ruồi dưới mắt trái là những người hay buồn rười rượi dữ lắm. Sao? Lúc nào tôi gặp Lộc tôi cũng vui. Tôi vui, vui lắm. Lần đầu tiên phát tới chơi nhà tôi là má tôi đã cảnh báo rồi. Đàn ông hả, có một ruồi ngay giái tay, trước năm 30 tuổi không xác định được giới tính. Là phải, sai rồi. Hôm nay tôi hẹn Lộc ra đây, tôi muốn nói với Lộc một điều là anh yêu em. Em đợi câu này lâu lắm rồi. Em đồng ý. Lộc ơi, anh biết mình yêu. Lộc ơi. Lộc, tôi nghĩ chơi bác luôn. Tôi nguyện rủa bác suốt đời này không bao giờ yêu được ai đâu. Ê, Lộc. Cuộc đời giông bão xô đẩy tôi, tôi lại gặp ông một lần nữa vào năm tôi 38 tuổi. Mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây? Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu ấu tước trên dải ngân hà, chức nữ hồi ngô ngô lan sao một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc ngủ khóc hận, vì ai gây cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi. Biệt về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. 21 21 21 21 21 21. Có người kinh rồi. Có người kinh rồi, bây giờ nè, đem cái này vô trong ha. Dạ. Rồi nghỉ trưa đi, đợi suốt sau rồi mình làm tiếp. Dạ đi, dạ, dạ đi em. Tôi kinh nè, sao tôi lạnh kẹo kéo đi. Tôi kinh nè. Dạ cô ơi, cô là vẫn còn nơi đây bên em mà. Như sao lời hứa ngày xưa đã nhạt nhòa. Em có phải là quay về với anh đi. Không được đâu. Ủa, 20 năm qua em làm cái gì? Em không còn xứng đáng với anh nữa. Tại sao vậy? 20 năm qua em làm gái. Hả, cái gì? Gái bán vé số, cha ơi. Trời đất ơi. Bây giờ cởi ra, cởi cái bán vé số ra đi. Đi về ở với anh đi. Anh sẽ lấy cái đàn lô tô này, anh lo cho em hết. Lộc. Hả? Về với anh đi. Anh còn thương em lắm. Anh dám chặt khẳng định và chắc chắn với em một điều rằng kể từ bây giờ không có chuyện gì có thể ngăn cản được hai đứa mình. Anh cướp! Anh cướp! Nó cướp mất cái tiền bán đầu lô tô rồi. Ê, tôi chưa có kịp trả lời mà anh. Anh đi nhớ về với em nha. Em đợi, đợi. Vậy mà ông đi hơn 30 năm nay không thư từ liên lạc gì về cho tôi hết. Ông về với tôi hả ông? Ông về với tôi đúng không? Là ông đúng không? Bà ơi, là ông, đúng là ông rồi. Cái tiếng này của ông nè, là ông mà. Tôi bên đây nè. Sao ông chơi trò chơi ánh sáng với tôi vậy? Tôi đã về rồi đây. Bà có biết không, mấy chục năm trước khi tôi dí theo thằng ăn cướp, nó chạy tới đâu tôi chạy tới đó. Và ô kìa, tôi đã thấy
thằng ăn cướp. Không, tôi đã tới bãi sau Vũng Tàu. Hả? Vậy chi mà xa dữ vậy? Nhưng lúc tôi quay lại rồi tôi nào có thấy bà đâu. À, thôi, tôi không rây rứt nữa. Tôi không hờn, không giận ông nữa đâu. Tôi về tôi cúng cơm cho ông nha. Cúng cơm cái gì? Ông chết rồi phải cúng cơm chứ sao. Trời đất ơi, cái gì vậy? Bà khùng hả? Tôi còn sống mà. Cái gì? Chân đạp đất nè. Ông còn sống. Anh Phát. Là không? Anh Phát ơi. Anh ơi, em ấp ủ được gặp lại anh một lần. Em xin anh làm một chuyện thôi. Bất cứ điều gì anh cũng có thể chấp nhận hết mà. Anh cho em làm nha. Làm đi. Cái gì vậy? Dạ dạ. Ông có biết tại gặp ông mà cuộc đời tôi thối hẻo tới bây giờ hay không? Chờ tôi đợi ông tới 68 tuổi đầu tôi vẫn còn là một cô gái trinh nguyên. Người đời hay gọi tôi là lọc quá thạch đó. Không, nhưng tôi đã coi bói rồi. Qua 60 tuổi thì tôi với bà sẽ dứt nạn. Thiệt không? Thiệt. Lần này mình gặp lại nhau rồi, bà đồng ý bà lấy tôi nghe bà. À, đâu có dễ vậy được. Tự nhiên gặp rồi lấy dễ vậy? Tôi giữ gìn mấy chục năm nay rồi. Ông nên lấy anh đi gái. Nhưng mà đợi một chút, tôi hỏi ý kiến phụ huynh đã. Má ơi má, con 68 tuổi rồi, má cho con lấy anh Phát nha má. Lấy được, con lấy đi. Vô luôn. Vậy thì mình đeo nhẫn thôi. Ông vô rồi đó. Ô, mọi người ơi, cuối cùng thì cặp đôi Lộc Phát cũng đã tới được với nhau ở năm 68 tuổi rồi. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa yêu nhau chỉ quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Tấm lều lý tưởng đó ta xây bằng viên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Xinh quá trời. Người thân lại thăm tôi sẽ kêu. Ai? Đúng rồi, kỷ luật như vậy đó nha. Cô à, đi vô ngủ đi. Rồi khi nào có người nhận xác á thì tôi kêu nha. Đi theo tôi nè. Sớm muộn gì cũng tìm ra hung thủ giết cô thôi. Rồi người thân cô thế nào cũng đến để nhận xác. Đừng có buồn nữa nha. Tôi có chuẩn bị cái nhà bự lắm. Vô đi. Như các bạn đã thấy, họ là những vong ma. Nhưng tôi không hề sợ. Bởi vì tôi có một khả năng đặc biệt là có thể nhìn và tiếp xúc được với họ. Và những người làm nghề này như tôi không hề biết sợ là gì. Cậu Hảo. Cậu Hảo ơi, cậu Hảo. Chị Năm, chị làm gì vậy?
tôi nhổ tóc mai. Dạ tóc mai là ở đây. Thì ai biết đâu, thường chồng tôi xỉn tôi nhổ vậy lắm tỉnh à. Tới đây thăm chồng đúng không? Dạ đúng rồi, nhắc tới chồng nhớ quá, cho tôi gặp chồng tôi nha. Đứng đó đợi đi, anh đợi chị từ nãy giờ kìa. Anh Năm ơi, có chị Năm lại thăm nè. Chị có cảm nhận được không? Baby tới thăm anh đó hả? Anh Năm Vũ Sư. Nếu ngày mai anh bị hỏa táng, em có buồn không? Buồn muốn chết. Vậy thì chết chung với anh nha. Chơi ngu vậy. Ôi, một câu nói của em làm tim anh tan nát. Không, anh yên tâm đi, tên anh sẽ khắc vào tim em. Và em sẽ như bao người phụ nữ quá bữa khác, em sẽ thờ anh. Một người phụ nữ tuyệt vời. Em à, hôm nay là ngày cuối cùng anh còn ở trên dương gian. Em có muốn chúng ta... Em muốn. Hai anh chị làm gì vậy? Tôi đã nói là nhập vô là để cho nói chuyện thôi. Anh Minh, anh cho vợ chồng tôi gặp nhau một lần nha. Không được, tôi đã nói là không có làm chuyện đó. Không, anh Minh đi vô trong. Còn chị đi về đi, tôi không chấp nhận đâu. Anh Minh ơi, tôi năn nỉ anh mà, ngày mai là chồng tôi bị đưa đi hỏa táng rồi, anh cho vợ chồng tôi nha. Tôi không thể nào cho vợ chồng chị. Được. Nhưng tôi sẽ cho phép hai vợ chồng chị hôn nhau lần cuối. Thôi, chị về nghỉ đi, rồi ngày mai đem xác ảnh đi thiêu nha. Dạ, cảm ơn cậu. Tôi đi về. Chào chị. Năm chồng chị buồn thấy bà nội không? Để chị có gì vui vui lại thôi trời. Hết hồn, bóc cái hồn lụm vô. Vậy. Trời ơi, làm như lần đầu thấy trai đẹp hay sao đó trời. Ủa mà tới đây chi vậy? Dạ em xin số đề. Xin số đề? Đúng rồi, chỗ này đúng. Đi ra nghĩa địa mà xin. Trời ơi, ở đây bệnh viện không có ai cho số đâu ông ơi. Anh đừng có giấu em. Chị của em về báo mơ cho em biết. Chị của anh là ai? Bà Năm Thơ. Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Chỗ ai nấy đứng. Anh nói chuyện với ai vậy? Tôi nói chuyện với nguyên cái hội đồng vong ở đây. Chị của ông á là dữ nhất ở đây đó. Chị Năm Thơ ơi, chị Năm Thơ, chị ở đâu? Ai kêu tôi đỡ cô tôi đây. Chị của em nè. Chị em? Ừ. Thôi không có tin đâu. Mày lại đây. Ai da. Mày tin chưa? Đúng rồi,
chỉ có chị Năm Thơ mới tận dụng cái tóc em làm chổi lau nhà thôi. Chị trời ơi, cái đầu mày thối quá. Mày tới đây làm gì đây? Dạ em tới em kêu chị, xin chị cho em số để em đổi đời. Từ ngày chị xuống đây, chị đã quyết tâm không kêu số nữa em à. Nhưng mà chị phá lệ, chị giúp em lần này đi, em khổ quá chị ơi. Giang hồ nó chém em chết, em mắc nợ nhiều lắm. Đây là cái thẻ ATM, trả nợ rồi làm một công việc gì đó đàng hoàng. Em xài được đúng không chị? Chị gửi tiền trong đó em cứ rút ra xài thoải mái. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Chị! Em! Nhớ rút tiền xong mua xà bông gội đầu đi nghe không? Dạ. Vậy mà vui. Các bạn thấy không? Công việc của tôi là vậy. Tôi là một cầu nối giữa hai thế giới âm dương. Nhưng có một người tôi chưa bao giờ làm được điều đó. Đó chính là bạn gái tôi. Anh Minh. Ủa em tới đây chi vậy? Em đến đây là để hỏi anh một lần cuối đó. Anh có chịu bỏ cái nghề này không? Em đã biết câu trả lời rồi. Sao em hỏi anh hoài vậy? Em đã quá mệt mỏi khi mà phải giấu gia đình và bạn bè. Là người yêu em chính là một nhân viên canh nhà xác. Nhân viên canh nhà xác thì có gì xấu đâu. Và đây là cái nghề, cái nghiệp anh đã chọn, thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ em mà. Anh quyết định đi. Một là tình yêu, hai là nghề. Anh chọn con đường nào? Anh chọn yêu. Anh yêu nghề. Tạm biệt anh Ngọc. Chết rồi. Chạy. Chạy lượn quá. Chạy lượn quá. Mọi người ơi, chạy đi mọi người ơi. Trời đất ơi, tụi tôi là dâu. Anh mới là người chạy đó anh Minh. Không, tôi phải cứu cái xác này. Cái xác này chưa có người thân nhận. Anh Minh à, anh lo anh chạy cho anh Minh. Chạy đi con Minh ơi. Anh Minh, chạy đi con Minh ơi. Không, chạy lượn không. Cái xác này chưa có người nhận, tôi phải cứu cô ấy. Chạy đi con Minh ơi, chạy đi. Anh Minh. Cậu Minh ơi, có qua có lại á, vậy mà cũng là ngày giỗ đầu của cậu rồi. Thôi tôi có ít trái cây cúng cậu, coi như cậu chứng giám lòng thành của tôi nha. Ủa, bà chị cũng biết cậu Minh hả? Ừ, thì nhờ khả năng đặc biệt của cậu Minh á, nên là tôi mới được gặp chồng tôi lần cuối. Anh cũng biết cậu Minh đúng không? À, thì chính cậu Minh là người đã bảo vệ xác em gái của tôi trong vụ quả quạng năm ấy. À, nhờ vậy á mà bác sĩ pháp y mới tìm được bằng chứng trên cái xác của cô gái, cuối cùng bắt được hung thủ đúng không? Đúng vậy. Và cho tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Anh không có lỗi gì cả. Một khi các bạn đã chọn một cái nghề để yêu và làm nó, thì các bạn phải hy sinh một vài thứ, kể cả mạng sống của mình. Tôi đã chọn và yêu cái nghề này thì tôi không bao giờ hối hận. Làm thân con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Mệt ghê luôn á. Cái bà Sáu này bà chỉ đường gì đâu á. Cái gì? Đi ra bến xe quẹo trái gặp ngã ba, nhìn bên tay trái có bà bán chè Thái, ăn ly chè Thái đừng quẹo trái mà quẹo phải. Đi thêm ngã tư nữa, quẹo trái về Cát Lái, quẹo phải về Quảng Ngãi, đâm thẳng về Đà Nẵng. Nhìn bên kia đường có ông xe ôm hỏi nhà, thầy ba ve chai ở đâu người ta chỉ. Có ai nhà không? Có ta đây.
quá vậy trời. Cho đêm nay khắp nơi quanh ta về chai nằm tràn ngất chan. Cho đêm nay khắp nơi về chai xung quanh về giới ta. Về giới ta. Mở mắt ra là về chai, tới tối khuya cũng về chai. Chồng chất trong đầu một đống chai. Nào mình cùng lần về chai. Đây là nghề mà mình tuổi đam mê. Đem về chai lên bàn thờ, rồi ngày ngày mình thắp nhang tôn sùng về chai thờ. Yeah, hey, lui. Ai tìm gặp ta đó? Dạ thưa thầy. Đừng kêu ta là thầy. Dạ con phải gọi thầy bằng gì? Gọi là cưng đi. Dạ con chào cưng. Ừ, cưng chào con. Trời đất ơi, coi cái gì mà đàn ông dòm không ra đàn bà vậy nè. Ngươi là con trai hay con gái? Dạ con là con gái. Nó nói nó con gái, nó coi tin nổi thì coi tiếp nha. Tôi không tin rồi đó. Nè, rồi con gái ứa cái tiếng gì trên người mà cái tiếng râu nó phát triển kịch liệt vậy nè. Thôi giận. Trời ơi mày ơi, mày biết mày giận nó ghê lắm không? Bây giờ ta tạm chấp nhận cái chuyện râu tóc đó. Ta tin ngươi là con gái. Ngươi tới đây tìm gặp ta có chuyện gì? Thầy ơi, thầy cứu giúp cuộc đời của con đi thầy. Ngươi bị gì mà phải cứu giúp? Con đi xin việc làm khắp nơi hết á mà không ai nhận con hết á. À, nhận việc gì mà người ta không chịu thì kể cho thầy nghe thầy giải quyết. Con đi vô trong trường đại học con xin mà người ta cũng không nhận luôn. Xin việc gì? Hiệu trưởng. Xin hiệu trưởng chi? Sao không vô trong trường học người ta xin làm bà chú Tuyết á? Bà chú Tuyết là gì thầy? Là mày bị điên rồi. Bị điên làm bà chú Tuyết được hả? Trời đất ơi, tao không nói chuyện với mày nữa. Mày có vấn đề về thần kinh. Và bây giờ là 30 Tết rồi, tao còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Tao không nhận dạy học bữa nay. Đi về đi. Thầy. Sư phụ. Ta cảm giác như có hai cái dòng vừa đi ngang qua đây dựa vào ta và con. Và ta trở thành bần tăng bất đắc dĩ. Được rồi, bần tăng sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Ha! Rồi. Sư phụ. Đây, dòng kim cô của con đây. Bây giờ khi con đã đeo dòng kim cô trên đầu, hãy nghe câu niệm chú của ta đây. Anh thích em nhưng tôi nghe em trong tôi rồi. Em đã đổi rồi. Người ơi, người đã đổi tay. Đó, hiểu chưa? Khi mà con làm sai, ta sẽ niệm chú ý như vậy. Nhưng mà nhìn con á, vẫn chưa hợp là một người lụm ve chai. Nhìn mày còn sáng sủa quá. Đây nè ha, để sư phụ hóa trang cho con. 2, 3, em. Ủa sao giờ mày buồn quá vậy? Giờ mày mà tao muốn khóc luôn á. Ôi chết rồi. Đây, cái ngón nhỏ hơn, an toàn hơn. Rồi luôn, thành con cá trê luôn con ơi. Đi sang Sài Gòn đi con. Ra sang Sài Gòn giải phóng liền. Phóng xanh. Đi tạm con ơi. Sư phụ. Đi. Bye bye. Ê đừng giỡn nha. Trời, sư phụ muốn đuổi con đi gà con gì. Bây giờ sư phụ muốn dạy con bài học lụm ve chai. Thì mình phải biết mình đang lụm cái gì đúng không? Dạ. Định nghĩa cho sư phụ biết ve chai nghĩa là gì. Hơi khó với con. Nhưng con nghĩ đi, nghe được chữ trai là đã hình dung trong đầu nó là cái gì rồi. Con biết trai là là đàn ông con trai. Vậy còn ve? Ve là ve vãn. Là gặp đàn ông con trai ngoài đường đúng không? Lại ve vãn người ta, người ta cho mình cái trai gọi là ve trai. Bây giờ mình sẽ ra đường mình lượm ve trai thật thành nha. Rồi, ta sẽ cởi cái bộ đồ thịt trong lạnh của ta ra. Bây giờ ta nói với con. Đây mình đi nha. Dạ. Bây giờ chúng ta đã có đồ nghề rồi, sẵn sàng lên đường. Kìa, nhìn kìa, thực hành đi con. Anh ơi, lấy em đi. Mẹ em nói á, có con gái ở nhà như bom nổ chậm. Mà anh nhìn em đi, em không phải là bom nổ chậm mà em là bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào. Anh à, em me cái gia sản anh lâu lắm rồi. Lấy em đi, mấy mẫu ruộng, mấy trăm bao lúa của nhà anh mình em ghét hơn. Sao cây sư phụ? Anh thích em như sư hô ghét em. Sao đua đòi, anh đã đổi thay rồi. Người à. Ủa sao kỳ vậy sư phụ?
Bây giờ nó nghe. Xin lỗi sư phụ. Bây giờ mình sẽ thực tập với đám đông. Dạ. Thấy chưa? Xem đây. Hello. Khủng bố kìa. Thấy chưa? Hay quá luôn. Bây giờ tới lượt con thực tập. Chị, có khủng bố đó, chạy đi chị. Để chai cho em. Chị ơi chị, bồ chị có chồng kìa. Chạy về đi, đưa chai cho em chị. Ủa sao không ai phản ứng hết sư phụ? Anh thích em như xưa, ghét em không thua đời. Anh đã đổi thay rồi, người ơi, người ơi. Bây giờ nghe sư phụ, có tuyệt chiêu khác. Tuyệt chiêu gì sư phụ? Tuyệt chiêu cuối. Mọi người ơi, giơ tay lên. Anh kẹo kẹo, cho em xin miếng nhạc đi. Nhấc tay lên nào, hãy đưa về bên trái. Nhấc tay lên nào, hãy đưa về bên phải. Nhấc tay lên nào, chúng ta cùng nhau nhảy. Nhấc tay lên nào, trong bàn thờ thích sẽ. Nhảy như tôi nè, mới mong được sống lâu. Nhảy như tôi nè. Ủa, sư phụ ai vậy? Chỉ cần vậy thôi là lượm được rồi đó, hay không? Nhưng mà ta không thèm lượm nè, ta trả lại. Tới lượt con đi. Tới con hả sư phụ? Làm đi, làm đi. Các bạn ơi, hãy nhìn ta siết ảo thuật đây. Đây là cái kiểu mút mà chúng ta có thể mua ngoài chợ bất cứ nơi đâu. Và đây là một cái khăn không có gì hết. À, bây giờ chúng tôi sẽ phủ khăn. 1, 2, 3, thổi. Hay quá. Ủa sao kỳ vậy sư phụ? Bây giờ tao dạy hết cho mày rồi đó. Tao không còn gì để dạy cho mày nữa. Tao quyết định trao bằng tốt nghiệp cho mày. Có bằng tốt nghiệp luôn. Trời, phò coi tự nhiên quần chúng nhân dân đâu ra nhảy quá thì nhảy vậy. Đi coi phá bông thì đi coi cho đàng hoàng. Cấm có xả rác đêm giao thừa nghe chưa? Ngưng xả rác đêm giao thừa. Bây giờ tao trao một cái thiệp không rồi đó. Tao không còn gì để dạy nữa, đi về đi. Dạ con về nghe sư phụ. Thì sao chưa về nữa đi? Bốn bể là nhà. Cha mẹ mày đâu? Thì nào giờ không có ai dạy tao. Nãy giờ mày dạy tao là mày là cha là mẹ tao rồi. Tự nhiên cái tôi có con rồi trời. Ngoan, mẹ thương. Ủa sao mày không lựa chọn giới tính là ba mà mày chọn là mẹ ta? Ủa mày mắc cười quá, tao làm gì có cha mẹ. Tao có mình bà ngoại tao nuôi tao. Mà bà ngoại tao là giới tính nữ thì tao kêu tao là mẹ. Chứ đó giờ mày ở đâu? Gầm cầu, chợ, bến xe. Bà Sáu bà chỉ tôi lên tìm mày nè. Nó nghe nè. Tao cũng ở con mình tao với bà ngoại tao à. Về ở với tao không? Về chăm sóc bà ngoại tao với tao nha. Bà đang bệnh nặng lắm á. Hôm mà mày ở tao lo quá. Lo gì? Bà ngoại tao đang bệnh nặng muốn chết luôn á. Bây giờ bà gặp mày bà hết hồn bà đi luôn á. Nè, sáng mai á tao đi chợ, tao mua dao cạo râu về tao cạo râu cho mày giống con gái đàng hoàng nha. Về ở ngoại tao đàng hoàng á. Không có hù bánh chết. Ê, ê, phá bông kìa. Ê, trời ơi, phá bông kìa. Ôi đẹp quá à. Ê, trời ơi, phá bông rồi. Trời ơi, trời. Vừa rồi đó. Trời ơi, kìa, đẹp quá à. Bên đây đây nè. Tao với mày phải yêu thương nhau nha. Tại vì quả tao nói hả, chân lý cuối cùng của cuộc sống này vẫn là yêu thương. Còn yêu thương là còn sống. Còn cuộc sống là còn yêu thương. Hôm nay tại phố đi chợ, Na Trai và Tam Thái Tử
hai đứa trẻ trâu chỉ vì chức danh soái ca ngôn tình trên cộng đồng mạng mà đã xảy ra một trận khiêu chiến máu lửa. Chỉ vì cái thương hiệu sói ca mà mi dám tuyên chiến với Đông Cung Tam Thái Tử ta đây à? Có gì mà ta không dám chứ? Chứ ông nhìn là ông đi, tôi chưa bao giờ thấy con rồng nào mà lai con lưng hết trơn á. Kệ tôi mới vậy thì được thêm. Tôi đánh đó, mà không những tôi đánh ông, mà tôi còn biến ông thành một con thú. Thú gì? Thú nhốn. Ê, ông được chưa? Được chưa? Hình như mình đứt một cọng rơm thì phải. Ui da. Na cha, mẹ về rồi. Mẹ. Người ta nói là con đi đánh lộn rồi lấy cái gì của người ta nữa kìa. Thôi nào Na Tra. Thôi mà Na Tra, giờ con muốn mẹ làm gì cho con mới chịu trả đồ cho người ta nè. Bây giờ mẹ dạy con phép thuật đi. Đâu có được, mẹ đã dạy cho con rồi. Nhưng mà phép thuật của mẹ dạy con á, đó là phép thuật dưới 16 cộng. Con là con muốn học phép thuật trên 18 cộng. Lẻm lịnh lắm nha. Mẹ sẽ dạy cho con thuật tàng hình. Hay quá. Hãy làm theo mẹ nha. Dạ. Quay bá vào. Bá vào. Đưa tay lớn chưa? Lớn chơi. Tàng hình. Đó, con hiểu chưa? Na Tra ơi. Đâu là con? Trời ơi, vừa mới chỉ thôi đã làm được liền. Giỏi quá. Con ở đâu dạ? Lên tiếng đi. Ôi da. Trả thù vụ nãy nè phải không? Ôi, ôi đừng nhột. Đừng có kéo mẹ. Đừng. Cậu mẹ nó quý. Đừng quý. Mệt quá. Ai thấy mẹ tôi có lòng tin xin cho chàng pháo tay. Vậy là mẹ tự kỷ sao? Chứ còn gì nữa. Thôi mệt lắm rồi đó. Dạ. Vui chưa? Dạ vui. Đó, bây giờ nè, lấy đồ gì thì trả người ta đi con. Lấy có cọng dây điện à mẹ. Trời ơi, có cọng dây điện à. Dạ. Mà bà bán gân rồng mới làm như con giết người vậy đó. Dạ. Thôi trả lại người ta đi con. Dạ đây nè mẹ. Hả? Gân rồng. Na Tra, tại sao? Dạ. Yêu cả có biết Long thần đã sắp đến đây. Mà sao nào? Qua giang ngay đầu mưa gió bão giông đến nơi đây rồi còn chẳng lo. Yên tâm mẹ yên tâm, do con mà gây ra Long Dương mà lên đây. Na Tra này đứng ra lo chiều ca. Banana. Trời ơi, hôm nay con không nghe lời mẹ đúng không? Không phải con không nghe lời mẹ, mà thực sự con không có lỗi mẹ à. Được, vậy thì hôm nay đừng trách mẹ ra tay nặng. Mẹ. Na Tra. Dạ. Xuất kim. Tướng hòa tim. Đúng rồi, vô đi lát boy 15,000. Xuất chiêu. Hey, mẹ. Tiếp theo. Mẹ Na Tra.
đi chơi tiếp. Ờ, cái gì vậy Natcha? Natcha! Hey Natcha! Long Dương! Natcha! Mau quỳ xuống! Em! Natcha! Đã sai mà còn ngỗ nghịch à! Người dám cả gan giết chết Tam Thái Tử con trai ta! Natcha! Mau đến thôi! Natcha! Natcha! Long Dương! Lỗi là ở người làm mẹ này đã không biết dạy con. Con dạy cái mang. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ba, đừng mà mẹ! Đừng mà mẹ! Mẹ ơi mẹ! Mẹ! Natcha Lộc! Natcha chịu! Natcha này! Nguyên Lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Làm vậy lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ là đã trả hết rồi sao? Chưa đâu, còn những tháng ngày mẹ mong đợi dành cho con. Con đã trả được chưa? Con, mẹ phải cứu con. Natcha, cứu mẹ. Tại sao lại không biết quý trọng thân thể của mình? Thượng đế có đức hiếu sinh, cha mẹ có ơn nuôi dưỡng. Hành động đó là có lỗi với cha mẹ và trời đất. Như vậy là đại nghịch bất đạo. Thập nương, lần này ta ban cho Natcha một con đường sống. Vì hơn ai hết, ta mới là người thấu hiểu nỗi đau mất con to lớn tới dừng nào. Natcha, sau lần này ta mong ngươi tu tâm dưỡng tánh, để tương lai còn hoàn thành sứ mạng giúp Võ Dương phạt trụ. Tạ ơn Long Dương. Natcha, ngươi chưa hoàn toàn có được thân xác quyết nhục đâu, đó chỉ là người củ sen tạm bợ thôi. Thập nương, trong thời gian này ngươi phải bên cạnh Natcha, giúp nó tu dưỡng tâm tánh, tới thời cơ ắt hoàn lại thân xác quyết nhục. Dạ, Natcha con yên tâm đi, rồi con cũng sẽ được trở lại thành người. Mẹ sẽ đi cùng với con, vì con mẹ sẽ làm tất cả. Mẹ ơi, nghe nói nè Đào. Đào cứ đi theo tôi. Đào, đứng lại nghe anh nói nè Đào. Đào, anh không có đi theo tôi nữa. Nghe anh nói đã. Tôi nói với anh rồi, chia tay đi. Nghe anh nói cái đi. Lý do chính á là tại anh nghèo quá, hiểu không? Đi chết đi. À, Đào. Đi, đưa cái giỏ cho tao. Đưa đây.
đưa đây, đưa cái giỏ cho tao. Không, đưa cái giỏ cho tao, đưa cái giỏ cho tao. Trời ơi, trả cái giỏ cho tao, 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 trả cái giỏ cho tao. Sau khi chết, tôi biến thành hồn ma dứt dưỡng. Như các bạn đã thấy, đó là cái chết của tôi. Và tới bây giờ, tôi đã trở thành một thần chết. Này các thần chết, tại sao con người luôn coi chúng ta là những người xui rủi, chuyên đem đến những điểm xấu và chuyên đi bắt hồn người khác? Nhưng không, tôi sẽ làm điều ngược lại. Tôi sẽ là thần chết đi cứu người. Ê, nếu như không ai đi chung với tôi sẽ đi một mình. Tôi sẽ bỏ lại hết tất cả. Sắp thân thiện được ước mơ nguyện vọng của ta rồi. Ta đã tới được nơi mà người ta rất thường hay tự tử. Tôi sẽ đứng đây chờ. Người nào đã tự tử, tôi sẽ cứu người đó. Trời ơi, mới nói có liền vậy trời. Anh kia, lên xuống, anh tự tử, lên xuống. Anh kia, anh ý. Cái ghê quá hả? Anh vừa làm cái gì vậy? Trời ơi, anh à, tôi thấy anh tự tử, tôi vừa mới cứu anh đó. Anh cứu tôi mà anh nắm tôi, anh kéo tôi kiểu đó. Ừ, tôi chết lẹ hơn á. Tôi xin lỗi anh. Sorry. Anh ơi, nhưng mà anh không được chết anh ơi. Tôi muốn chết. Tại sao anh phải chết? Tại vì tôi đã giết chết một người. Tôi giết chết người ta, xong rồi tôi lẩn trốn, tôi không dám đối mặt với nó. Tôi quyết định đến đây treo cổ tự tử để giải thoát chính bản thân mình, chính biệt cuộc đời. Anh kia, leo xuống không thôi tôi bắn. Không, leo xuống. Không, leo xuống. Không, leo xuống. Mày, sao mày giết tao? Ủa, tôi mới vừa cứu anh mà. Mày cứu tao mà cọng dây mày không bắn, mày bắn vô đầu tao. Sorry. Mày điên hả? Mày xin lỗi thật lòng đó anh ơi. Mày xin lỗi tao, bây giờ tao cũng có sống lại được đâu đây nè. Anh yên tâm, tôi sẽ có cách cứu anh. Đây, hai loại thuốc sinh tử, anh chọn loại thuốc nào? Không lẽ bây giờ tao uống thuốc tử? Thông minh đó. Đưa đây cho tôi lẹ lên đi. Khoan đã. Khi anh uống thuốc sinh này vào, anh sẽ sống lại và anh phải đi đầu thú. Pháp luật sẽ khoan hồng cho anh. Và nhớ, không được tự tử nữa, phải biết yêu đời hơn. Ừ. Ngủ ra đường ra xá ngủ làm sao hả? Đi tự thú. Trời, đi tự thú. Cậu Hoàng có bị khùng vậy trời? Phải trình bà này mới được. Đồ thứ cô hồn cắt cản. Bà ghê lắm nha. Bà định leo lên cái cầu này. Đó, bà nhảy xuống. Nhưng bà gặp con. Bà may mắn lắm, con sẽ cứu bà. Bà nhảy đi, con sẽ cản bà lại. Bà nhảy lên, con cản bà lại. Bà nhảy lên. Vậy bà ơi, thật sự là con chỉ muốn cứu bà thôi mà.
Mày cứu tao cái kiểu gì mà mày quăng tao xuống sông rồi? Chẳng phải mày muốn lên cầu mà tự tử hay sao? Tao lên chợ tao không mát mày ơi. Sao mày làm xẹp quá vậy? Con xin lỗi bà. Thôi, mày sai lắm luôn, sai lắm luôn, sai lắm luôn. Bà hay quá vậy, bà hay quá vậy, bà hay quá vậy. Bây giờ hay là tao cũng có sống lại đâu. Nhưng con thấy bà chết là đúng lắm. Chết. Con thấy đằng sau ánh mắt của bà, cuộc đời của bà là một tấn bi kịch. Cậu trai trẻ à, cậu biết không, cuộc sống của tôi vui lắm. Đó là những chuỗi ngày thật là vui vẻ. Chồng tôi chết, con tôi bỏ tôi bị bệnh ung thư thôi mà. Bà nói chuyện gì ngược đời vậy bà nội? Nhưng mà cậu không hiểu đâu. Bác sĩ nói với tôi là tôi còn sống tới 2 năm nữa. Tôi luôn trân trọng những ngày tháng mà tôi còn sống. Tôi muốn những ngày đó nụ cười của tôi luôn nở trên môi, và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Cậu có biết không, cuộc đời nó đẹp dữ lắm. Thôi được rồi, nếu như bà khao khát sống như vậy thì đây, viên thuốc sinh cuối cùng. Bà uống đi, rồi bà sẽ sống lại. Khoan đã, cậu nói cuộc đời tôi bi kịch, nhưng sao tôi nhìn trong mắt của cậu á, tôi thấy cậu cũng có hơn gì tôi đâu. Vậy tại sao cậu không uống viên thuốc này mà hồi sinh đi? Tôi cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng mà cậu nghĩ coi, tôi bị bệnh như vậy nè, có 2 năm nữa là chết rồi. Không sao hết, cậu hiểu không? Tôi già rồi, tôi cũng phải chết. Nhưng mà cậu nè, cậu còn trẻ, cậu còn có thể giúp ích được cho đời. Cho nên á, tôi sẽ nhường cái sự sống của tôi cho cậu, và cậu hãy nhường cái chức vụ thần chết lại cho tôi. Nghe lời tôi, uống thuốc và giúp ích cho đời đi. Đẹp trai quá. Bà ơi, con đã được làm người rồi. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Con xin hứa, con sẽ giúp ích cho đời. Nhờ bà mà con rút ra được một chân lý. Chân lý cuối cùng của cuộc đời vẫn là tình yêu thương. Còn yêu thương là còn cuộc sống, còn sống là còn yêu thương. Con cảm ơn bà. Con đi đây. Tạm biệt con trai.